you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. And tonight, oh, oh, you look so beautiful. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Sau đây là anh Hùng Mây này, chị Nhài, là bố mẹ thân sinh ra cháu. Cùng toàn thể các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, anh em, bạn bè có mặt ngày hôm nay để được dự cái lễ ăn hỏi cháu bên nhà gái. Bây giờ tôi xin nhường lời để cho ông đại diện bên nhà gái nói tiếp ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ. Kính thưa toàn thể hội hôn, hai họ. Tôi xin phép giới thiệu cho thành phần họ nhà trai, anh nhà gái đến dự lễ ăn hỏi của hai cháu. Đầu tiên thì báo cáo với các cụ, công, các bà là đây là cụ ngoại của cháu. Đấy, đấy là kia là cụ ngoại nhưng là em của cụ cháu. Ngoài ra thì bên nội thì báo cáo với công, các bà là các cụ tôi ở xa chưa lên được. Về phía anh em tôi là anh của ông Hà, anh trai của ông Hà. Và nhà tôi, các cô, các chú đại diện cho bên nội đến dự vì hôm nay là chưa lên được đông đủ. Ngoài ra còn tất cả các anh em, con cháu, cô dì, chú bác. Thế thì cũng về đây để dự mừng, vui, hạnh phúc cho hai cháu. Thế thì báo cáo với các cụ, công, các bà như vậy. Thì đầu tiên thì cũng thay lời xin kính chúc tất cả các cụ, công, các bà, hai họ mạnh khỏe, cùng vui dung hạnh phúc với hai cháu. Vâng, thế thì xin được tiếp lời ông đại diện với họ nhà gái. Sau đây xin phép các cụ bên họ nhà gái cho mẹ chú rể và mẹ cô dâu hai người trao và nhận quà lễ ăn hỏi cho các cháu. Và sau đấy thì là cũng xin các cụ mấy lộc để cháu rể được phép lên lễ gia tiên và đón cháu dâu xuống đây để xin chào các cụ. Phương
dãi mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Nụ hôn ấm ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho lòng bông thấy xôn xao. Đây là chúng đây để chào mừng và cũng là ngày hôm nay nhau sáng 7 giờ sáng ngày thứ năm, tức là ngày 2 gia đình sẽ đi xem cháu về làm dâu nhà các cháu con là có mặt để các cháu. Giọt nước mắt khẽ rơi niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại. Thôi xin kính thưa các cụ, ông, các bà, quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đến giờ rất là đẹp, dạ được sự đồng thuận của tổ tiên và sự nhất trí của hai gia đình. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai đến để xin phép công các bà bên họ nhà gái cho được đón cháu Liên về làm dâu con trong gia đình. Thành phần gia đình chúng tôi đi thì tôi là Dũng, đấy là ông trẻ của cháu, và có hôm nay có sự hiện diện của bà Đỗ Thị Bắc, tức là bà nội của cháu, và các ông các bà bên nội bên ngoại, bạn bè anh em trong cùng cơ quan với cháu Linh và hàng xóm láng giềng cũng có mặt ngày hôm nay, cho nên là xin các cụ các ông các bà nhiệt liệt chào đón. Kính thưa các cụ, công các bà, hai họ. Kính thưa các cô dì, chú bác của gia đình và hai cháu. Qua ý kiến một vị đại diện cho họ nhà trai đã có lời, tôi xin phép được thay mặt họ nhà gái xin đồng ý và chấp thuận ý kiến của vị đại diện họ trai. Và trước khi về, xin kính chúc họ nhà trai thượng lộ bình an, luôn luôn mạnh khỏe. Chúc mừng hạnh phúc cho toàn hai gia đình và hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, thôi cũng để tiếp lời cụ đại diện họ nhà gái, đã được sự đồng thuận của họ nhà gái. Hôm nay để cũng là xin phép các cụ công các bà, bây giờ cho phép cháu rể lên thắp hương xin phép tổ tiên, và gia đình mời đón cháu dâu xuống đây để chào các cụ, mời nước mời chầu ạ.